bổ sung viên nang Organic Vega Health Overgis Iron M B12, canxi hữu cơ và vitamin D thuần chay, vượt hậu COVID để kháng tăng cường, thoát kiếp F0 lại hậu COVID, cơ thể mệt mỏi hơn cả những ngày mắc bệnh, sức đề kháng suy giảm hay quên, thần kinh suy yếu, mất ngủ triền miên. Bên cạnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, bổ sung các loại vitamin để tăng cường sức đề kháng là giải pháp lý tưởng. Với thành phần 100% từ tảo spirulina nguyên chất kết hợp với sắt pha polymasto, beta-glucan, cherry, acid folic, viên nang thực vật B12 và sắt hữu cơ, Vega Health là thực phẩm bổ sung các dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Chiết xuất hoàn toàn từ các loại thực vật, sản phẩm phù hợp cho cả những người ăn chay, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Viên uống cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, người hay hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe sau thời gian bị F0, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện trí nhớ và sức khỏe. Viên uống canxi hữu cơ thuần chay bổ sung canxi, vitamin D từ tảo biển đỏ quý hiếm, đề kháng vững vàng, vượt qua hậu di chứng, ngăn ngừa tái bệnh. Hãy bổ sung với viên nang Organic Vega Health Overgis Iron and B12 và Premium Canxi Organic Plus Vega Life, dinh dưỡng tự nhiên cho sức khỏe vàng. Hotline 0865931593.